Xin bánh chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Thảo ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Chị Thảo bây giờ một số phô mai ha, số mai tàn. Phô mai thì để vip nè. Đó, hoành to ha. Lực cây. Một số mai tàn. Giá trực tàn thông ha. Tàn tròn đều. Rồi, chào, rồi, chào Tâm. Rồi em xin chào quý cô chú. Bữa nay em có dời một số mai tàn với lại vài cốc phôi á cô chú anh chị. Dạ. Em cũng giao lưu dùm cô chú anh chị ha. Shop em ở chợ gạo Tiền Giang nha cô chú anh chị. Rồi em bắt đầu mã số 1 cho cô chú anh chị khỏi chờ đợi lâu luôn ha. Dạ. Rồi cái mã số 1 nè. 21 hoành nha cô chú anh chị. Đây, cao em nói khoảng 1m6 em. Rồi mã số 1 hoành 21 cao 1m6 em giao lưu với cô anh chị là 900 ha. 900 em bao ship toàn quốc luôn nha cô chị, cái này là giảo Thủ Đức ha. Rồi 900k cho mã số 1 luôn. Em bao ship toàn quốc. Mong cô anh chị vô xem hết clip ủng hộ giùm shop em ha. Rồi. Rồi xuống cây em lên mã số 2 nè. Cây số 2. Rồi mã số 2 cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 2 em nó hoành 24 ha. Rồi em này cao khoảng 1m7, 24 hoành. Cây tàn đào luôn nè cô chú anh chị. Rồi mã số 2 hoành 24 em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu ha. 1 triệu mã số 2 nè, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 2 này 1 triệu nha cô chú. Rồi xuống cây em lên tiếp mã số 3 luôn nè. Rồi mã số 3 hoành em nói là 25, em này cao khoảng 1m6, 25 hoành. Rồi mã số 3 này em giao lưu với cô chú chị mình là 1 triệu mốt ha. 1 triệu mốt, 25 hoành. Tàn tròn đều đẹp. Rồi xuống cây em lên mã số 4 luôn. Đây, số 4. Rồi mã số 4. Đây là khó khó rồi hoành. Em hào hào ha. Rồi mã số 4 em này hoành 22. Rồi 22 hoành ha. Cao em này cũng khoảng 1m6 luôn cô chú. Rồi mã số 4 hoành 22 cao khoảng 1m6 ha. Em giao lưu với cái nhà mình là 900. Rồi 900. 900 mã số 4 luôn. 22 hoành. Rồi xuống cây em lên tiếp mã số 5 luôn nè. Rồi mã số 5 hoành em nói là 22 ha. Cây này cao khoảng 1m8. Hai mươi hai hoành cao 1m8 mã số 5. Rồi cây này em giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu ha. 1 triệu. Rồi 1 triệu mã số 5 luôn nha cô chú chị, bao ship toàn quốc luôn ha. 22 hoành. Rồi xuống cây đi, lên. Rồi mã số 6. Không cao. Rồi em này hoành 21, cao khoảng 1m8, 21 hoành. Rồi mã số 6 này em giao lưu với cô chú chị mình là 900. Rồi 900 hả? 900 mã số 6 luôn. Rồi xuống cây em lên tiếp mã số 7. Rồi mã số 7. Rồi em này hoành 21, cao cũng khoảng 1m8, 21 hoành.
Rồi mã số 7 hoành 21. Em giao lưu với cô với chị mình là 800 ngàn ha. Rồi 800. 800 ngàn cho mã số 7 luôn, bao phí ship luôn. Rồi xuống tay em lên tiếp mã số 8 luôn. Rồi mã số 8. Rồi em này hoành 24, cao khoảng 1m8 luôn. Mã số 8 hoành 24 em giao lưu với cô anh chị là 900. Rồi 900. Rồi 900 cho mã số 8 luôn. Yeah. Rồi xuống cây em lên tiếp mã số 9 luôn nè. Rồi mã số 9 21 hoành. Cao khoảng 1m7 nha cô anh chị. Rồi mã số 9 em giao lưu với cô anh chị là 800. Rồi 800. 800 cho mã số 9 luôn. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây em lên tiếp số 10 nè. Rồi mã số 10. 24 hoành. Cao khoảng 1m8 luôn. Rồi mã số 10 này em giao lưu với cô với chị là 1 triệu ha. Rồi 1 triệu. 1 triệu em bao phí ship cho mã số 10 luôn, 24 hoành. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây, em lên tiếp mã 11 luôn. Rồi mã số 11. 22 hoành nha cô chú anh chị. Cao khoảng 1m8 luôn ha. Rồi mã số 11 này em giao lưu với cô chú anh chị là 800. Rồi 800. Mã 11 luôn, em bao phí ship luôn. Rồi xuống em lên tiếp mã 12 luôn. Rồi mã số 12. 23 hoành của anh chị. Rồi em này cao khoảng 1m6 ha. Rồi mã số 12 này em giao lưu cô anh chị là 850. Rồi 850. 850 mã số 12 hoành 23 luôn. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây em lên tiếp mã 13 luôn ha. Ủa mã này 12 rồi tiếp mã 13. Rồi mã số 13. Rồi em này em tính hoành 24 nha quý chị. Dạ. 24 hoành. Đây này cái nắp đó cũng đang bể xù luôn ha, lên xù. 24 hoành. Rồi ta cành đều luôn nè cô chú chị. Rồi mã số 13 này em giao lưu 1 triệu ha. Rồi 1 triệu. 1 triệu em bao phí ship luôn. Mã 13. Rồi xuống cây em lên tiếp mã 14 luôn nè. Rồi mã số 14.
À, em này quạnh là 20. Rồi mã số 14 này à, em giao lưu với cô chị 800 ha. Rồi, 800. Cho mã số 14 luôn. Rồi xuống cây em lên tiếp mã 15. Rồi, mã số 15. Em này hoành 22, cao khoảng 1m8. Rồi, mã số 15 này em giao lưu với cô anh chị là 800 ha. Rồi, 800. 800 mã số 15 luôn. Rồi, xuống cây, em lên tiếp mã 16 ha. Rồi, mã số 16, 19 hoành eo. Cái này cao khoảng 1m6 ha. Rồi, mã số 16 này em giao luôn với cô anh chị mình là 700. 700. 700 cho mã 16 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống cây em lên tiếp mã 17 luôn à. Rồi, mã số 17. Rồi, cái này em tính hoành 25 nha cô anh chị, 25 hoành. Đây, tàn quá đẹp luôn. Rồi, mã số 17 này em giao lưu với cô anh chị là 1 triệu mốt ha. Rồi, 1 triệu mốt. 1 triệu mốt cho mã số 17 luôn. Rồi em xuống lên tiếp mã 18 luôn nè. Rồi mã số 18. Em này hoành 20. Rồi mã số 18 hoành 20 em giao lưu với cô với chị là 700. 700. Rồi, mã số 18, 700 của anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống cây. Em lên mã 19 nè. Rồi, mã số 19. Rồi, em này em tính hoành 25 thôi nha cô anh chị. 25 hoành cao khoảng 1m6 ha. Rồi mã số 19 hoành 25. Em giao lưu với cô anh chị là 1 triệu 2 ha. Rồi, 1 triệu 2. 1 triệu 2 cho mã số 19 25 hoành. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống cây. Em lên mã 20. Rồi, mã số 20. Em này em lo cái hoành này em thường hao quá, tay cành nó thấp quá. Em này tính hoành 22. 22 hoành eo. Rồi mã số 20 này hoành 22. Em giao lưu với cô anh chị là 900. Rồi 900. 900 mã số 20 luôn. Rồi, xin chào. Tiếp mã số 21 luôn nha cô chú chị. Mã số 21 em có phôi ha, phải có phôi nè. Dạ, sang cùi luôn. Rồi, cái này em nó em tính. Rồi, hoành em nó là 36 ha. Để cái da nó như là súng sù á. 36 hoành.
Mã 21 này quành 36 em giao lưu với cô anh chị là 2,7 triệu nha. 2,7 triệu mã 21 luôn, bao phí ship luôn. Thì già cây dữ lắm cô anh chị. 2,7 triệu. Rồi xuống cây em lên mã 22. Thú luôn. Mã số 22. Rồi em này hoành 26. Đây. Gán thú luôn, mình mẩy nó lên xù luôn nè cô chị ơi. Mã số 22 hoành 26. Rồi cái này em giao lưu với cô anh chị mình là 2 triệu ha. 2 triệu. Cho mã số 22 luôn. Một em thú xù luôn. 2 triệu em bao ship luôn. Rồi xuống cây em lên mã 23 luôn nè. Rồi. Mã số 23 em này hoành 28. Hàng tám hoạch, đế một nồi đế luôn. Rồi mã số 23 này em giao lưu với cô anh chị là 2 triệu ha. Rồi 2 triệu đế VIP ha. Hoạch to. 2 triệu cho mã số 23 luôn. Rồi xuống cây em lên mã 24 luôn nè. Rồi mã 24. Rồi em này hoành 29 nha. Thằng nó u nù, nó già cây, cái này nó bị lũ cái này ha cô chị. Rồi mã số 24 này em giao lưu với cô chị là 1 triệu 7 ha. 1 triệu 7 luôn. Cho mã 24 hoành 29 ha. Cái này nó cổ xưa, cây nó già cây dữ lắm cô chị. Rồi 1 triệu 7 cho mã 24 luôn. Rồi xuống cây em lên mã 25. Rồi mã 25. Rồi hoành eo em nó là 31. Rồi mã số 25 hoành 31 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 9. Rồi 1 triệu 9. 1 triệu 9 cho mã này luôn, mã số 25 31 hoành. Rồi xuống cây em lên mã 26. Hoành to. Rồi mã 26. Rồi em này với hoành em nó là 36. Mã 26. Rồi mã này em giao lưu của anh chị mình là 2 triệu ha. Rồi 2 triệu. 2 triệu cho mã số 26 luôn. Rồi mã số 27. Rồi 27 ha. Một cây to nha cô anh chị. Cái này là cũng là mai dảo luôn ha. Bông nó tới 9-10 cánh luôn. À, ui cái một cây dáng thú nè. Cá to. Cá to luôn. Rồi em này hoành em nói là 50 nha cô chứ anh chị. 50 hoành. Tay cành lực dữ lắm, thì giáo nha cô chú chị, bông 9-10 cánh luôn ha. 50 hoành. Mã này mã số 27. 50 hoành. Rồi cây này em giao lưu với cô chú chị mình là 22 triệu ha. Rồi 22 triệu ha. Bao phí ship 200 cái số, cây to này em bao 200 cái số nha cô chú chị. 50 hoành. Vậy đấy luôn. Cây này là giáo nha cô chú chị. Nó có bông 10 cánh luôn á, bông hai lớp á. Có 7 triệu ha.
chịu. Cá to lắm. Rồi. Cái này 22 triệu. Bao ship 200 cây số à? 200 cây số. Quay to. Như là một con cái dáng như là dáng yeah. của con thú luôn. Rồi. Rồi em lên mã 28. Yeah. Rồi mã số 28. Dáng trực ha. Rồi. Cái này hoành 52 nha cô anh chị. Yeah. 52 hoành. Ờ nó mới có cành nữa nè. Lực dữ lắm. 52 hoành. Chốt ngọn luôn. À, mã số 28 này em giao lúa của chị 26 triệu nha, bao ship 200 cây số luôn. Quạch to, đấy còn to lực quý vị. Cái này cái đế củ nở ha, củ nở này à, em đo củ nở này tới 83 đó. Dạ. Yeah. To. À, cái bắp cành đó, lực đóng rất là đều luôn. Rồi cái mã 28 này 26 triệu nha cô anh chị, 200 cây số ha, bao ship 200 cây số. Rồi. Rồi mã số 29 nè cô anh chị ơi. Đang rộng ha. Mã số 29 em này hoành 52 ha. 52 hoành cao 3 m, tới ngang 3 m luôn á. Tay cành nó thiên nhiên mà nó đặc tẹo thuần do. Năm cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 23 triệu ha. 23 triệu ha. 23 triệu. Quýp luôn quý vị. Cái này em báo cho cái cây này còn 50 ha. Rồi, 23 50 triệu quá. Cho mã số 29 luôn. Rồi, khá to. Đây mặt nào cũng có luôn. Rất đẹp. Rồi, quạt cây tiếp theo luôn. Rồi, quay cây mã số 30 cũng là mã cuối clip luôn. Rồi, cuối clip em này hoành 42 nha cô chú anh chị. 42 hoành. Đây, cái dàn phơm tàn ở thành phẩm rồi ha. Chỉnh sửa tròn do. Cái nồi đế thôi. Quá đẹp luôn, đế đều luôn. Đế trải đều luôn nè cô chú chị. 42 hoành eo. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 14 triệu bao ship 200 cây số ha. 14 triệu hoành 42. Đây phơm tàn á, chỉnh sửa nhà vườn chỉnh sửa rồi cô anh chị đóng đều lắm. Đế thì nó trải đều bầu luôn. Rất đẹp. Rồi cái này 14 triệu nha cô anh chị. Bao ship 200 cây số ha. À, chị có nhắn gửi gì không chị? Dạ em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ giúp em ha. Mong rằng clip này cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ giùm giúp em ha. Dạ. Cảm ơn cô chú chị mình rất nhiều. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Chúc mong quý vị ủng hộ cho chị Thảo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.